Hai, xin chào các bác. Em lại view cho bác cái mẫu bếp từ dương. Các bác nhá, con này bếp từ dương chạy điện 200V. Bản cực kỳ hiếm luôn các bác. Đây. Hàng nguyên zin luôn. Các bác, khá là đẹp. Nói chung con này khá là ok luôn. Nói chung là rất là đẹp luôn các bác. Đấy. Con này bản 200V các bác nhá. Một bên sử dụng là 2,5 kg. 2,5 kW, một bên sử dụng 2 kW đấy. Con này sử dụng điện 200V, điện 200V các bác nhé. Em giới thiệu này, điện 200V này. Bản bếp dương không nướng. Bếp dương không nướng mà sản xuất của nó cực là mới, 2020. Nói chung là nếu mà bản 2020 thì ở bên Nhật họ sử dụng rất là ít, có thể như vậy. Nó vẫn họ chỉ chuyển nhà để sử dụng đi đâu đó. Họ mua về là họ không sử dụng, họ đã thành phế thải rồi. À, như con này. Nói chung khá là đẹp đấy các bạn. Các bạn biết thừa 2020 thì nó rất là mới. Của hãng Easy Yamaha này. Đấy. Mà sử dụng nó điện 200V. Đấy. Cực kỳ tiện lợi luôn. Các bác sử dụng kiểu gì cũng được. Đây. Em giờ em sẽ test cho các bác nhé. Mình sẽ đổ rất là nhiều nước. Đổ nhiều nước lên đây. Thì nó vì nó đun 200V rất nhanh. Các bác ấn giữ 2 giây vào đây. Đây các bạn nhé. Ấn về. Đây là thường thường mình nên sử dụng là sử dụng luôn cái chế độ này cũng được, sử dụng luôn chế độ này cũng được, hoặc mình muốn tăng tốc thì tăng kích cỡ này mức 8 này, có thấy chưa, mình tăng mức 8 mình cũng nghe cái tiếng từ nó phát ra đấy, sôi rất nhanh để các bác nghe này. Đấy, các bác nghe chưa. Quá là nhanh luôn các bạn, nhưng con này bán này thì quá là nhanh luôn, rất là nhanh đấy, sử dụng chỉ sôi không ngục luôn thôi, cực kỳ nhanh, cực kỳ tiện ích. Chúng ta không dùng đổi nguồn nữa, nhà bác nào mà chưa có đổi nguồn thì mua luôn con này, sử dụng là ngon các bạn, cực kỳ ngon luôn. Mà con này rất là nó rất là hiện đại đấy các bạn, đây sôi thấy chưa, cả một cái nồi to này một tí nữa đã sôi rồi, cả một nồi to nước. Như này em test thử con này rồi, tức là em cho ăn, nhà em hôm qua có việc, hôm kia có việc đấy, em cho ăn nấu mười mấy cháu ngồi mâm thì dùng một cái bếp này thì thật với các bác này không có thời gian mà gấp kịp. Nếu mà để nó sôi thì nó sôi quá nhanh đấy các bác, ấn đến mức 9 thì nó sôi thôi rồi, không kịp. Nếu mà ăn nấu thì thôi rồi các bạn, dùng mỹ mãn luôn đấy các bác nhá. Mà con này nó có tiện ích như này này, mình nó có tiện ích tức là nó không cho sử dụng liên tục, tức là thế nào. Bây giờ nhá, em tắt đi nè, em tắt đi, em ấn lên phát nữa này, nó báo lỗi luôn này, C03 luôn, bác thấy chưa. Tức là nó phải để một lúc nó tản nhiệt hết đi nó mới cho mình sử dụng lại đấy. Như vậy thì nó an toàn cho cái bếp, chứ không như bếp của mình dùng liên nu liền nù được, nó chóng hỏng đấy các bác nhá. Con này để phải để một lúc cho nó nguội từ từ, nó không bắn nữa, nó mới cho sử dụng tiếp lại đấy. Nó hay ở những cái đấy, sử dụng luôn nó báo lỗi ngay, mà tất cả có chức năng, có cả chức năng hẹn giờ luôn. Con này có cả chức năng hẹn giờ này, xào nấu đun hầm có hết luôn các bác nhá. Nếu có biết 200V này khá là ok luôn đấy. Nhà các bác nào mà chưa có dụng dự bị 100 thì sử dụng con này ok luôn, không phải cắt bàn bếp gì cả, mình sử dụng luôn trên bàn bếp thường của mình, trên mặt phẳng luôn là được các bác nhá, rất là tiện, không sợ chuột bọ chui. Như bếp dương thì chuột bọ chui rồi rắn rết các thứ rán chui, nhưng đây con này ok luôn đấy các bác nhá. Để lúc sau này đấy, nó mới cho dù mình sử dụng lại. Còn nếu mà sử dụng luôn nó không có sử dụng đấy, nó hay ở vậy, chung là rất là an toàn. Sử dụng những con bếp Nhật này rất là an toàn luôn đấy, 200V rất an toàn, mà hàng cực kiếm các bác nhá. Một bên là 2,5 kg, bên 2 kg, sản xuất tại 2020, rất là mới các bác ạ, rất là mới. Con này rất là mới, em chỉ lau chùi qua này, em chưa vệ sinh gì nữa đâu, chỉ còn lau qua ở ngoài đi phát là xong đấy. Còn bác về thích cận kẽ thì tháo ra lau chùi đấy anh các bác nhá. Đây mình nhấc lên một phát nó báo lỗi ngay này, bác thấy chưa, là báo lỗi luôn, cũng C03, nó không sử dụng luôn đấy. Các bác thấy có hay không, rất an toàn, không có bếp không sử dụng mà tiết kiệm điện luôn đấy. Tắt đi nhá, đấy mình sử dụng bếp này, em test đầy đủ các chức năng cho bác luôn này, hẹn giờ này, cảm ứng rất là mới, con này cảm ứng luôn nhá. Đấy. Này, dụng ở đây này. Chức năng này tính năng tự động. Năng này tự động nhá. Đây. Còn đây là trình độ C này. Đây đang 150 này.
100 này. Căn nhất của nó là 200, căn nhất của nó là 200 các bác nhá. Đấy, giật tụt dần, tụt dần. Có để giảm, nhưng nồi này mình dùng ăn nấu thì nói chung là hết ý. Đấy nhá. Các bác nào cần thì liên hệ em số điện thoại này. Đây các bác nhá. Đấy, bác cần liên hệ em số điện thoại này. Đấy. Sẽ có nhà em đã tư vấn cho. Đấy các bác nhá. Nhưng con này thì các bác mua thì nói chung là ngon luôn. Giờ sắp Tết rồi, ăn nấu rồi xào lấu cũng cứ linh tinh. Điện đóm nó cũng hợp lý. Hơn mà sử dụng ga, ga dây dợ lằng nhằng. Này các muốn ổ điện 200 vào 220, dùng điện của mình là dùng rồi các nhá. Đấy bác cần inbox cho em số điện thoại này, các nhá. Như con này em đang bán, các bác nào mà em đang bán tại nhà em nhá. Em đang bán với giá là 2,7 triệu các nhá. Các bác cần alo em số điện thoại này 0978481443 các nhá. 2,7 triệu trong bếp này. Đấy, cực kỳ đẹp 2020. Bác cần inbox chưa? Đấy, các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác. Các bác thấy video hay thì cho em một lượt thích. Một lượt thích các bác nhá. Một lượt thích, các bác nào mới xem video cho em một lượt đăng ký kênh. Một lượt chia sẻ các bác nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bác. Rất mong các bác ủng hộ.